thời điểm năm 2021 nếu muốn sở hữu chiếc xe này mà lăn bánh tại Hà Nội, chúng ta phải bỏ ra một số tiền đó là loanh quanh 2.8 anh em nhá, cực kỳ lớn phải không? Nhưng mà hiện tại mình chỉ để chiếc này cho anh em mà chưa đến 1.8, anh em thấy có hợp lý không? Tạm thời.